Một bước đi, một nét nhìn, một tiếng nói, một vóc dáng cũng có thể làm thay đổi tư duy của bạn. Hôm qua bạn đã gục ngã trước hiện tình của cuộc đời mình, nhưng hôm nay bạn đã thức tỉnh, một sự thức tỉnh không chậm trễ. Đó cũng làm cho bạn thay đổi cách nhìn về hiện tình Việt Nam. Chúng tôi chào mừng bạn đến với không gian 5 phút với hiện tình Việt Nam cùng tuổi trẻ yêu nước. Gần đến ngày xét xử, nhà hoạt động Trần Ban vẫn chưa gặp được luật sư bào chữa, trong khi gia đình hy vọng ông sẽ được trả tự do. Bài viết từ nguồn RFA. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 5 tới đây sẽ xét xử sơ thẩm đối với nhà hoạt động Trần Ban tên thật là Trần Văn Ban với cáo buộc làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo khoản 1 điều 117 của Bộ luật Hình sự 2015. Ông phải đối diện với mức án từ 5 năm tới 12 năm tù giam nếu bị kết tội. Thông tin trên được ông Trần Văn Ban thông báo cho người nhà trong chuyến thăm gặp vào cuối tuần trước trong trại tạm giam của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tin nhắn gửi RFA ngày 8 tháng 5, một người em của ông Ban cho biết gia đình chưa nhận được giấy mời tham dự phiên tòa, đồng thời mong muốn ông được trả tự do ngay tại tòa. Người này nói: qua các sự việc xảy ra trong những năm vừa qua, hy vọng những người đại diện pháp luật, đại diện cho công lý, nhìn nhận ra việc làm của anh Trần Ban là việc làm bình thường của những người quan tâm đến tình hình thực tế của đất nước, quan tâm đến sự phát triển của xã hội, quan tâm đến cuộc sống của người dân. Vâng, nói đến Trần Ban là nói đến anh là kỹ sư, người yêu nước chân chính. Kỹ sư Trần Ban, người yêu nước chân chính và dũng cảm. Năm 16 tuổi, anh tốt nghiệp cấp 3, là học sinh xuất sắc của trường cấp 3 Cẩm Giang, Hải Dương thời đó. 16 tuổi anh vào đại học và 21 tuổi anh tốt nghiệp kỹ sư thủy lợi loại giỏi. Trường Đại học Thủy lợi giữ anh lại giảng dạy. Ngày đó thời bao cấp, một suất biên chế giảng dạy đại học tại thủ đô là ước mơ không tưởng của biết bao người. Nhưng anh đã từ chối, gác lại chuyện riêng, xung phong lên đường nhập ngũ, vì lúc đó đang nổ ra cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của bọn giặc Tàu ở toàn tuyến biên giới phía Bắc. Nhập ngũ, anh được đưa ra tham chiến tại Lào Cai. Mặt trận ác liệt ở phía Bắc, anh trở thành người lính dũng cảm trên chiến trường. Hết chiến tranh, anh xuất ngũ và xung phong vào tham gia xây dựng công trình thủy điện Trị An. Rồi bọn Tàu Cộng lại gây hấn ở Biển Đông, bắn giết ngư dân, cắt cáp tàu thăm dò. Anh là một trong những người đầu tiên xuống đường biểu tình ở Sài Gòn. Rồi từ người đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, anh dần trở thành người đấu tranh bảo vệ dân chủ và nhân quyền. Trong nhiều lần xuống đường, kỹ sư Trần Ban đã bị bắt vào đồn công an hoặc bị hành hung đổ máu. Anh luôn là người đồng hành với dân oan, đồng hành với các gia đình tù nhân lương tâm, đồng hành với bạn bè trong cơn nguy khốn. Và vì thế anh bị bao vây, bị cô lập, bị liên tục những giấy triệu tập lên đồn công an. Sức khỏe đã suy yếu, nhưng anh không ngừng nghỉ đấu tranh, không ngừng nghỉ hoạt động xã hội dân sự với tâm niệm vì một xã hội tốt đẹp hơn. Thế rồi anh bị bắt, và ngày 12 tháng 5 này, anh bị đưa ra tòa theo điều 117 làm phát tán tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Anh có thể bị kết án từ 5 năm tới 12 năm tù. Nhưng nhiều bạn bè của anh là người yêu nước, anh đấu tranh để mong đất nước giàu mạnh, tốt đẹp hơn. Anh không chống lại đất nước, mẹ Việt Nam luôn tự hào về những đứa con như anh. Bài viết của Facebooker Huỳnh Ngọc Trinh.